Dạo này TV đưa tin có nhiều vụ bắt cóc lắm. Hôm nay tăng ca trễ quá. Về lẹ đi chị ơi, đường này vắng lắm. Hành động. Chị ơi, sao chiếc xe nó đi theo mình hoài vậy? Chị không có biết nữa. Bị ngu quá vậy? Bỏ con nhỏ mập này lại, bắt con nhỏ ấm thôi. Yes, madam. Đi. Nè, hai người uống chút sữa ấm đi. Cảm ơn chị. Được rồi, đừng có sợ nữa. Nguy hiểm qua rồi. Hai người cứ bình tĩnh nha. Dạ. Lát nữa chúng tôi sẽ mời hai người về đồn để lấy lời khai. Sau đó chúng tôi sẽ cho người đưa hai người về tận nhà. Ta lập nên đội thần cảnh, có chỉ huy, có tổ chức, không đơn không độc mã, không theo chủ nghĩa anh hùng. Cô có rõ chưa? Báo cáo sếp, mặc dù chỉ có một mình, nhưng tôi đã xử lý được 4 tên bắt cóc và kịp thời giải cứu 2 nạn nhân. Báo cáo hết. Không phải á, lúc nào cô cũng may mắn như vậy đâu. Lỡ chúng nó có súng thì sao? Ở lớp còn cãi cãi nữa hả? Dạ madam. Cho tôi gặp cô bạn cấp. Dạ madam. Dạ madam. Cấp trên muốn gặp cô. Yes sir. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Dạ madam. Gương mặt làn da này, dốc dáng này, xây một dòng madam à, xin hãy giữ tự trọng. Cô có muốn khăn không? Hả? Thưa madam, tôi không có chơi lét. Tôi hỏi cô có muốn thăng không? Thưa madam, tôi không có chơi lét đâu chứ hả? Ý tôi là thăng chức đó. Thưa madam, tôi muốn thăng chức, nhưng mà tôi không có bán rẻ thân thể của mình đâu. Linh tinh, cái tôi cần là thanh xuân của cô. Thanh xuân của tôi chỉ dành cho mấy cái trai đẹp thôi. Mà nếu mà là gái thì cũng phải là gái đẹp trai. Nói chung là đẹp trai, trai đẹp gì đó. À, được rồi, được rồi. Tôi có nhiệm vụ cần tới cô. Cách đây vài bữa có một đoàn học sinh tới tham quan cục cảnh sát. Sau khi tham quan xong thì phát hiện mất một cây súng. Madam à, chuyện mất súng thường hay xảy ra lắm. Nhưng mà đó là cây súng của tôi. Madam yên tâm, chỉ cần madam cho tôi biết trường đó là trường nào, tôi nhất định sẽ kêu tất cả mọi người tới lật tung từng viên gạch, tra hỏi từng người, nhất định sẽ tìm ra cây súng cho madam. Cô bị điên hả? Tôi sắp về hưu rồi, nếu bây giờ lòi ra cái chuyện mất súng thì còn ai dùng mặt tôi nữa. Rồi tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Cho nên tôi cần cô trà trộn vào trường học, thu hồi cây súng lại cho tôi. Không có được đâu madam à. Tôi vì đóng tới 30 tập cô giáo tôi là chùm cuối, ngán làm cô giáo quá rồi mới đổi gió qua làm cảnh sát đó. Tôi đâu có kêu cô làm cô giáo, cô là học sinh cũng được mà. Vậy thì càng không được. Tôi vì không muốn đi học cho nên mới làm cảnh sát đó. Có thể nào mà đừng bắt tôi quay trở lại cuộc sống đau khổ được không hả? Nói tóm lại là cô không làm đúng không? Dạ không. Nếu như vậy thì tôi đi chết đây. Tôi phải chết thôi. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa rồi. Cô đừng cản tôi. Tôi phải chết. Tôi phải chết. Ba từng lần nữa, sao cô không cản mình ta? Cô An,
Tính ra cao lắm á, rơi xuống dưới là chết á. Để tôi chết đây, ba đừng có kẹt tôi. Để tôi chết đây, chứ mày ơi, tôi đi học tôi sẽ đeo khổ đâu. Tôi sẽ chết đây, ba đừng có kẹt tôi. Đừng có kẹt tôi, đừng có kẹt tôi. Mấy cái này tôi cũng làm được. Nhưng cô không muốn làm cũng phải làm. Đây là lệnh. Ác ôn vùng nông thôn. Nghĩ làm sao người ta đã nói không muốn bắt người ta phải nhảy vào ham hùng biển lửa như vậy. Thiệt là không có đạo đức, vô nhân đạo, hèn chi ế. Cô cũng ế mà cô có tư cách gì nói tôi. Tôi nói đi làm đây, đi làm. Đi làm đây. Dạ má đáp. Khoan, đây là chuyện cơ mật, không được cho ai biết nghe chưa. Nó quý đâu. Dám trừng mắt nhìn tôi hả? Em tưởng thầy tính chơi đâu mắt. Có con muỗi. Phạm Thiên An, học sinh từ trường Ô chuyển về. Cái trường này là cái trường yếu kém. Tôi không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại nhận em nữa chứ. Tôi không có biết là cái mối quan hệ của gia đình em với nhà trường như thế nào. Nhưng đây là trường điểm, trường đào tạo học sinh giỏi của thành phố. Do đó nếu mà thành tích học tập của em mà kém một chút xíu đó ha, ao đi liền, em hiểu chưa? Yes sir. Hả? Dạ vâng thưa thầy. À, thầy chủ nhiệm đưa em nó về lớp giùm tôi nha. Dạ thầy. An, đi theo thầy. Dạ. Mũi ơi, chiếc đi. Chán mình phán là ăn ngon tuyệt vời. Cả lớp, chúng em kính chào thầy. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Đây là bạn Thiên An. Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón bạn mới đây nào. Dưới kia còn chỗ trống à, em xuống dưới đó ngồi đi. Dạ. Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới. Tại sao em lại ở đây? Chị hỏi kỳ quá à. Là học sinh, tất nhiên phải đi học rồi. Thì ra em còn là học sinh hả? Trở về, tôi sẽ điều tra nơi làm việc của em và phạt họ thật nặng. Chỉ cái tội dám nhận trẻ vị thành niên đi làm. Chị đừng có điều tra nha. Em khai gian tuổi đem đi làm kiếm tiền á. Bà chủ ba không biết gì đâu, chị đừng có phạt tôi nghiệp bà lắm vậy. Tôi là cảnh sát, tôi chỉ làm theo luật thôi. Mà cảnh sát, tại sao lại đi học? À, em biết rồi. Chị giả dạng là học sinh, chị vô đây chuyện điều tra tội phạm đúng không? Chị cảnh sát.
Là hai đứa gì? Cái chuyện này là hoàn toàn bí mật, không được phép trai biết, hiểu chưa? Còn à, còn cái việc làm của em thì sao ta? Thì em á hả, em mà bị đuổi việc á, cái em buồn dữ lắm. Em mà buồn á hả, là em tâm sự với con bạn thân. Mà mỗi lần em tâm sự á hả, cái gì em cũng kể cho nó nghe hết. Em sợ cái chuyện cảnh sát này á, em không giữ được bí mật đâu. Như vậy là bởi... Thôi được rồi, bất quá tôi lách luật một chút. Em cảm ơn chị cảnh sát. Không được bếp xếp trai nghe chưa? Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực. Mấy em có hiểu tới đây không? Đấy, lực và phản lực là hai lực đối. Trong giờ của tôi mà dám đi ngủ. Được rồi. Ê ê, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Tới rồi, tới công chuyện rồi. Cái này là pha cuối nè. Cái này là phải dùng lực gió và lực cánh tay. Sách nữa rồi, sao mà quên hoài vậy ta? Hả? Ây da. Sao vậy? À. Con. Thank you.
tiếng gì vậy? Ây chà, lại quá nữa. Ê này này này, em kia, lên phụ tôi một tay. Mau lên, mau lên. Tại em vừa cười lớn tiếng. Đứng dậy. Lên đây. Hả? Em tên gì? Dạ Thiên An. Còn em? Dạ Yên Nhi. Em này tên gì? Dạ dạ Thiên An. À, còn em này? Dạ Yên Nhi. Học trò này. Hả? Em tên gì? Dạ Thiên An lần thứ ba thưa thầy. Ây da. Dạ. 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 Còn em? Dạ Yên Nhi. Thầy thầy. Ơi. Thầy sắp tới tuổi nghỉ hưu chưa vậy? Mới được việc nghỉ hôm qua. Sao nay thầy còn đi làm? Hôm nay ngày cuối. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Cái trí nghiệm này hơi phức tạp một chút. Cần phải có trình tự của nó. Phải có trí nhớ. Nếu không có trí nhớ rất là nguy hiểm. Thầy mới nói là thí nghiệm này phải có trí nhớ. Phải trí nhớ. Nếu mà không có trí nhớ thì... Nếu mà không có trí nhớ thì rất là nguy hiểm. Thì rất là nguy hiểm. Quan trọng. Hôm qua tao nghe lén cô Dương nói bữa nay kiểm tra 30 phút. Hả? Kiểm tra 30 phút. Kiểm tra. Tao chưa vào bài. Yên tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có Thảo Mi. Vừa thổi vừa chén. Cho cái gì? Công sức tôi bỏ ra ghi mà cho.
tờ năm chuột. Hả? Nó có gì vậy? Vậy? Rồi lỡ không kiểm tra là bà có trả lại tiền cho tôi không? Mệt quá đi, thuận mua vừa bán, thích thì mua, không thích thì coi như thoát một kiếp ngư. Tao đang kẹt tiền mày bớt tao đi. Bớt cái gì mà bớt, tao nói nghe nè, mua 50, kiểm tra, không kiểm tra là mất luôn cả tương lai mày hiểu không? Nè bây giờ mày mua không? Mua không? Mua 60. Cái gì đó nữa hả? Bây giờ gần tới giờ rồi kìa, lấy không? Cái lấy tao một cái nè. Rồi rồi bạn tao một cái luôn, tao hai cái này nè. Mày mua chi? À là con này đúng không? Rồi thiếu nha. Tôi một cái, tôi một cái. Tao nữa. Nè, tiền nè, sao tiền gắt vậy? Thôi, tài đỡ. Kệ chút về dán cơm nguội. Ai cho phép mày kinh doanh ở đây? Đây là địa bàn của tao. Tôi bán trong lớp tôi mà. Đâu có làm gì mấy bạn đâu, mấy bạn hiếp tôi. Cái lớp này cũng nằm trong trường. Mà trường này thì chị đại tao quản. Mày muốn làm ăn kinh doanh ở đây thì thu phí. Bao nhiêu? 95% doanh thu. Có cái điệt. Con chó này.